Phật thế giới nguyện, mong được cảnh giới Phật. Kinh đã được vô ngại vô quý. Luận: ở nơi năm ấm 12 nhập 18 giới mà chẳng có tập, chẳng có diệt mới gọi là được vô ngại vô quý. Hỏi: trước đây đã nói Bồ Tát ở giữa vô số vô lượng chúng sanh đã được vô sở quý, nay còn nhắc lại làm gì nữa? Đáp: trước đây nói về nhân, nay nói về quả. Ở giữa đại chúng, Bồ Tát thuyết pháp vô tận, luận nghị vô tận, giải các nghi vấn của chúng sanh vô tận. Như vậy nên Bồ Tát được vô ngại, vô quý. Khi đã được lực vô ngại rồi, thì ở nơi hết thảy các sự việc đã từng hay biết, chưa từng hay biết cũng đều được vô ngại cả. Ví như khi đã hiểu rốt ráo một loại kinh thơ, thì đối với trăm ngàn loại kinh thơ khác cũng đều được vô ngại. Do vậy mà Bồ Tát dù ở trong một chúng hoặc ở trong trăm ngàn chúng cũng đều được vô ngại cả. Trí vô ngại là như vậy. Tuy nhiên, trí vô ngại của Bồ Tát chưa phải là Phật trí. Ví như trong kinh có chép: khi Phật phóng chiếc bình bát mà Bồ Tát Di Lặc cùng chư vị Bồ Tát khác đều chẳng nắm bắt được. Vì sao như vậy? Đó là vì trí vô ngại của chư vị Bồ Tát chưa được rốt ráo, chưa bằng được trí vô ngại của Phật vậy. Kinh: rõ biết tâm hạnh của hết thảy chúng sanh, để từ đó dùng vi diệu trí huệ mà cứu độ họ. Luận: hỏi, làm sao có thể biết được tâm hạnh của hết thảy chúng sanh? Đáp: trí huệ của Bồ Tát như ánh sáng mặt trời soi chiếu tâm hạnh của hết thảy chúng sanh, biết rõ chúng sanh muốn hướng về đâu, rồi từ đó dùng các phương tiện thiện xảo để giáo hóa họ. Vì sao như vậy? Vì chúng sanh có hai hạng, đó là hạng thường chỉ cầu vui, hạng thường mong cầu trí huệ. Đối với hạng chúng sanh chỉ thường cầu vui, Bồ Tát dạy họ rằng: các ngươi nên tự trách mình, từ vô số kiếp đến nay đã chứa nhóm vô lượng tạp nghiệp. Nếu các ngươi cứ mãi biết chạy theo các thú vui ở đời mà chẳng biết rằng mình như người đang say, thì các ngươi chẳng sao có thể xa lìa được các khổ. Khi còn trong thai mẹ đã khổ, sanh ra ở đời lại phải chịu khổ già bệnh chết cùng vô lượng các khổ khác nữa, dù được sanh lên cõi trời cũng vẫn còn bị đọa lạc trong ba cõi, vẫn còn chưa được an lạc. Bồ Tát vì biết rõ tâm hành của chúng sanh nên dùng các phương tiện trí huệ dạy cho họ đoạn các khổ, dẫn họ ra khỏi nhà lửa của ba cõi. Hỏi: thế nào là dùng chi diệu huệ để độ thoát chúng sanh? Đáp: bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, thiền định ba la mật gọi là di diệu huệ. Lại nữa, nếu chỉ dùng thiền định trí là thô huệ, còn nếu dùng vô quý thiền định trí là di diệu huệ. Lại nữa, nếu thủ tướng mà thuyết pháp là thô huệ, còn nếu ở nơi các tướng mà chẳng có thủ chẳng có xã là di diệu huệ. Lại nữa, nếu thuyết rằng các tướng là vô thường thì chỉ là thô huệ, còn nếu thuyết rằng các tướng chẳng thể hoại như kim cang, chẳng thể nhiễm trước như hư không là di diệu huệ. Như vậy có vô lượng phương tiện di diệu huệ, vì Bồ Tát đã biết rõ tâm hạnh của hết thảy chúng sanh nên mới có thể dùng di diệu huệ để độ thoát chúng sanh ra khỏi nhà lửa của ba cõi. Kinh: các ngài đã được vô quái ngại. Luận: hỏi, thế nào là vô quái ngại? Đáp: ở nơi kẻ quán cũng như người thân, Bồ Tát luôn luôn giữ tâm bình đẳng, như vậy gọi là được tâm vô quái ngại.
dù được chúng sanh cung kính cúng dường Bồ Tát vẫn chẳng hãnh diện, chẳng vui mừng. Dù bị chúng sanh đến mắng nhiếc, đánh đập hay ám hại, Bồ Tát cũng vẫn chẳng hề oán hận. Tâm thanh tịnh như vậy mới gọi là tâm vô quái ngại. Lại nữa, ở nơi hết thảy các pháp, Bồ Tát cũng vẫn giữ tâm bình đẳng, vô quái ngại. Hỏi: các Bồ Tát chưa được Phật đạo thì làm sao có thể được tâm vô quái ngại? Đáp: các Bồ Tát đều đã được vô lượng trí thanh tịnh, nên ở nơi hết thảy pháp được tâm vô quái ngại. Hỏi: các Bồ Tát chưa được Phật đạo thì làm sao có thể được trí thanh tịnh? Đáp: các Bồ Tát đều đã được thân tự tại, chẳng phải do kết nghiệp mà sanh thân, chỉ vì thương xót chúng sanh, vì trang nghiêm Phật độ, vì giáo hóa chúng sanh mà Bồ Tát thị hiện sanh thân. Bồ Tát đã được pháp thân tự tại, đã qua khỏi sanh, già, bệnh, chết. Hỏi: các Bồ Tát đã được pháp thân rồi, như vậy so với Phật đâu còn có gì sai khác? Vì sao Bồ Tát còn đến bên Phật, lễ Phật, nghe Phật thuyết pháp? Đáp: các Bồ Tát tuy đã được pháp thân nhưng vẫn chưa được bằng Phật. Bồ Tát chỉ ví như trăng đêm 14, Phật ví như trăng đêm rằm tỏa ánh sáng trong thanh. Lại nữa, vô lượng trí thanh tịnh nói trên đây chẳng phải có nghĩa hoàn toàn tuyệt đối. Vì sao? Vì thật sự trí của Bồ Tát vẫn còn có thể lượng được, nhưng do chúng sanh chẳng sao lượng được nên gọi là vô lượng đó thôi vậy. Ví như nước trong biển cả, nước của sông Hằng thật sự có thể lượng được, nhưng cho chúng sanh chẳng sao lượng được nên đành nói là vô lượng vậy. Hàng chư thiên, hàng thanh văn, bích chi Phật cũng chẳng có thể lượng được trí thanh tịnh của Bồ Tát, nên gọi là vô lượng trí thanh tịnh. Chư vị Bồ Tát do đã đoạn sạch kiết sử, đã vào được vô sanh pháp nhẫn mà được vô lượng trí thanh tịnh vậy. Hỏi: Bồ Tát đã đoạn sạch kiết sử rồi, đã được trí thanh tịnh rồi, thì so với Phật đâu có khác gì? Đáp: thanh tịnh có hai nghĩa, đó là khi thành Phật, đoạn sạch các kiết sử là chứng được tánh thanh tịnh. Bồ Tát khi xả nhục thân, được pháp thân do đoạn kiết sử mà được thanh tịnh. Ví như một ngọn đèn cũng phá được bóng tối, nhưng nếu có thêm ngọn đèn lớn hơn thì càng được sáng tỏ hơn. Cũng như vậy, tuy đã được trí thanh tịnh nhưng vẫn chưa được thanh tịnh bằng Phật. Do được trí thanh tịnh nên Bồ Tát được vô quái ngại ở nơi hết thảy pháp. Kinh: đã thành tựu được đại nhẫn. Luận: hỏi: trước đây đã có nói về đẳng nhẫn và pháp nhẫn rồi, sao lại nói thành tựu đại nhẫn nữa? Đáp: khi cả hai nhẫn nói trên đã được tăng trưởng thì gọi là thành tựu đại nhẫn. Lại nữa, khi đã được vô sanh pháp nhẫn rồi là đã được thân cuối cùng, thấy được chư Phật khắp mười phương hiện ra trước mắt như vậy là đã thành tựu đại nhẫn. Lại nữa, có hai thứ nhẫn, đó là sanh nhẫn và pháp nhẫn. Trải qua hằng hà sa kiếp, nếu có chúng sanh đến mắng nhiếc, đánh đập, sát hại mà chẳng sanh tâm sân duế, được cung kính cúng dường mà chẳng có vui mừng thì gọi là sanh nhẫn. Quán các pháp chẳng có khởi đầu, chẳng có chặn cuối, chẳng có chặn giữa, là chẳng rơi về nhị biên, nghĩa là chẳng rơi về thường kiến, cũng chẳng rơi về đoạn kiến, được an ổn, không quái ngại. Như vậy là được pháp nhẫn. Hỏi: thế nào là thẩm thâm pháp? Đáp: như nói trong 12 nhân duyên, nhân và quả tương tục xoay dần, trong nhân chẳng có quả cũng chẳng phải chẳng có quả, gọi là thẩm thâm pháp. Lại nữa, được ba giải thoát môn là được niết bàn thường lạc,
gọi là thậm thâm pháp. Lại nữa, quán các pháp chẳng phải không, chẳng phải chẳng không, chẳng có tướng, chẳng phải chẳng có tướng, chẳng có tác giả làm ra, chẳng phải chẳng có tác giả làm ra. Bồ Tát quán như vậy mà chẳng sanh tâm chấp đắm nên gọi là thậm thâm. Như bài kệ thuyết: pháp do nhân duyên sanh, nhưng tự tướng vốn không, chỉ giả danh là có, gọi theo nghĩa trung đạo. Nếu pháp là thật có, chẳng thể nào là không. Nếu trước có nay không, thì đó là đoạn diệt. Pháp chẳng thường chẳng đoạn, chẳng có cũng chẳng không, tâm thức đầu tận diệt, nói năng đều bậc nhất. Bồ Tát được trí tâm như vậy nên được vô ngại, gọi là thành tựu đại nhẫn. Kinh: Như thật độ chúng sanh. Luận: các pháp của ngoại đạo tuy cũng có độ được chúng sanh, nhưng chẳng phải như thật độ, vì hãy còn các tà kiến và kiết sử. Các pháp của hàng dị thừa tuy cũng có độ chúng sanh, nhưng cũng chưa phải như thật độ, vì chẳng có nhất thiết trí, chẳng có đầy đủ các sức phương tiện. Chỉ có Bồ Tát mới như thật độ chúng sanh. Ví như giữa hai phương tiện để vượt qua sông Hằng, một bên là bè kết bằng thân cây, một bên là thuyền đóng bằng gỗ tốt chắc chắn, thì thuyền là phương tiện tốt nhất để độ người sang sông. Bồ Tát khéo độ chúng sanh cũng là như vậy đó. Lại nữa, có bệnh nhân phải dùng đến các thuốc đắng mới mong lành bệnh. Có bệnh nhân chỉ lấy mắt nhìn vị thuốc Tô Đà Phiến là tức thì được lành bệnh. Thanh văn và Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cũng là như vậy. Thanh văn dạy người phải tu hạnh đầu đà, phải tọa thiền, phải quán khổ mới được đạo. Còn Bồ Tát chỉ dạy người quán các pháp tướng chẳng có buộc, chẳng có mở, là được tâm thanh tịnh, là được đạo. Như trong kinh Văn Thù Sư Lợi Bản Tuyên có ghi mẫu chuyện sau đây. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, trong vô số kiếp về trước, Phật Sư Tử Âm Dương dùng ba thừa giáo để độ chúng sanh. Quốc độ của Phật ấy gọi là Thiện Quang Minh. Ở nơi đây có những cây thọ mạng lâu dài, cây đều toàn bằng bảy thứ báo, phát ra vô lượng âm thanh thanh tịnh. Như thuyết về các pháp không vô tướng, vô tác, bất sanh, bất diệt, chúng sanh vừa nghe là liền được giải thoát. Lúc bấy giờ, Phật Sư Tử Âm Dương ở trong chúng hội nói pháp. Hội thứ nhất có 99 ức người được đạo A-la-hán, có vô số Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, vào được trong các pháp môn, thấy được vô lượng các đức Phật, độ được vô lượng chúng sanh, được vô lượng các Đà La Ni và Tam Muội. Lại có các vị Bồ Tát sơ phát tâm, nhiều chẳng sao kể xiết được. Phật giáo hóa xong, liền vào vô dư niết bàn. Lúc bấy giờ có hai vị Bồ Tát tỷ kheo là Hỷ Căn và Thắng Ý. Pháp sư Hỷ Căn dung mạo chánh trực, chẳng bỏ pháp thế gian, chẳng có phân biệt thiện ác. Đệ tử của Hỷ Căn đều thông minh, ưa nghe thâm nghĩa của các pháp. Pháp sư Hỷ Căn chẳng tán thán thiểu dục, tri túc, chẳng tán thán hạnh đầu đà, chỉ nói về thật tướng thanh tịnh của các pháp. Ngài nói về các đệ tử rằng: tướng của dâm, nộ, si cũng là thật tướng pháp. Ngài lại dùng đủ các phương tiện giáo hóa các đệ tử, dẫn họ vào nhất thiết trí. Các đệ tử của Ngài ở trong nhân gian mà tâm chẳng sanh, chẳng hối, tâm thường bất động như núi Tu Di, nên đều được vô sanh pháp nhẫn. Trong khi đó thì Pháp Sư Thắng Ý trì giới thanh tịnh, tu hạnh đầu đà, được bốn thiền, bốn vô sắc định. Các đệ tử của Pháp Sư Thắng Ý phần nhiều độn căn, thường phân biệt tịnh với huế,
nên tâm thường lay động. Pháp sư Thắng Ý khi vào các tụ lạc thường thuyết về các hạnh tri túc, thiểu dục, quyến tu hạnh Đầu Đà, tu các thiền định, lại chê trách pháp sư Hỷ Căn dẫn người theo tà kiến, nên mới nói các tướng của dâm, nộ, si đều vô quái ngại. Có vị đệ tử của pháp sư Hỷ Căn, Lợi Căn, Lợi Trí đã được vô sanh pháp nhẫn, đến thưa pháp sư Thắng Ý rằng: Thưa đại đức, tướng của pháp dâm dục là gì? Pháp sư Thắng Ý đáp: Đó là tướng của phiền não. Đệ tử ngài Hỷ Căn lại hỏi: Dâm dục, phiền não ở bên trong hay ở bên ngoài? Ngài Thắng Ý đáp: Chẳng ở trong, cũng chẳng ở ngoài. Đệ tử ngài Hỷ Căn lại nói: Nếu dâm dục, phiền não chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở phương, đông, tây, nam, bắc, thì dù có cầu khắp cả bốn châu thiên hạ cũng chẳng sao tìm được thật tướng. Như vậy là pháp ấy chẳng có sanh, chẳng có diệt. Mà nếu đã chẳng có sanh, chẳng có diệt, thì làm sao có thể não loạn được ta? Pháp sư Thắng Ý nghe xong, tâm chẳng được vui, nhưng ngài chẳng có thể trả lời được. Ngài từ tòa đứng dậy nói: Pháp sư Hỷ Căn đã lầm lạc và đã dẫn đệ tử vào tà đạo. Pháp sư Thắng Ý vì chưa được âm thanh Đà La Ni nên nghe Phật dạy thì liền sanh tâm quan hỷ, nghe ngoại đạo nói thì liền khởi sân nhuế, nghe nói đến ba đường ác thì liền chẳng được vui, nghe nói đến ba đường thiện thì liền thấy an ổn, nghe nói đến sanh tử thì liền ưu phiền, nghe nói đến niết bàn thì liền cảm thấy an lạc. Sau cuộc đối thoại, pháp sư Thắng Ý trở về tỉnh xá, nói với đệ tử của mình rằng: Pháp sư Hỷ Căn lầm lạc, dẫn dắt người vào tà đạo. Vì sao? Vì pháp sư Hỷ Căn đã khẳng định rằng tướng của dâm, nộ, si cùng tướng của hết thảy các pháp đều làm vô ngại cả. Pháp sư Hỷ Căn nghe nói như vậy tự nghĩ rằng: Bồ Tát Thắng Ý bị các ác nghiệp che lấp tâm trí, ắt phải bị đọa vào ác đạo. Ta phải nên vì ngài nói lên pháp thậm thâm. Tuy đời này chẳng có được gì, nhưng đời sau sẽ làm nhân duyên dẫn vào Phật đạo. Nghĩ như vậy rồi, pháp sư Hỷ Căn nói kệ rằng: Dâm dục tức là đạo, si nhuế cũng như vậy, vô lượng các Phật đạo chẳng khác ba pháp ấy. Nếu có người phân biệt dâm nộ si khác đạo, người ấy xa các Phật. Ví như trời và đất, đạo cùng dâm nộ si là một pháp bình đẳng. Nếu nghe mà sợ hãi, cách Phật đạo rất xa, pháp dâm chẳng sanh diệt, chẳng thể não loạn tâm. Nếu người chấp lấy ta, dâm dẫn vào ác đạo. Chấp có khác với không, bị có không trói buộc. Nếu biết có tức không, siêu thăng thành Phật đạo. Ngài Hỷ Căn vừa nói xong bài kệ, có ba vạn thiên tử liền được vô sanh pháp nhẫn, một vạn 8.000 thanh văn chẳng còn chấp hết thảy các pháp đều được giải thoát. Trong lúc đó, Bồ Tát Thắng Ý bị sa vào địa ngục thọ khổ. Khi trở lại làm người, trong 74 vạn đời thường bị phỉ báng và thường chẳng được nghe danh Phật. Rồi tội mỏng lần lần lại trở lại nghe được Phật pháp, xuất gia hành đạo, nhưng lại bị xả giới. Trong vô lượng đời làm sa môn mà căn vẫn ám độn. Còn Bồ Tát Tỷ Kheo Hỷ Căn nay thành Phật ở phương Đông, hiệu là Vũ Nghiêm. Ngài văn thù sư lợi bạch Phật: Thắng Ý Tỷ Kheo là tiền thân của con vậy. Nếu có người cầu ba thừa đạo thì chẳng nên phá các tướng của các pháp mà ôm lòng sân nhuế. Phật hỏi ngài văn thù sư lợi: Ông nghe bài kệ ấy thấy có được lợi ích gì?
Ngài Văn Thù đáp: Con nghe xong bài kệ Niềm Vơi Các Khổ, được trí huệ lanh lợi, giải và nói được thâm nghĩa của Phật Pháp. Nhờ vậy mà nay ở trong chúng Bồ Tát, con trở thành vị thượng thủ. Như vậy, gọi là khéo thuyết các pháp tướng, cũng gọi là như thật khéo độ. Hết quyển 6.